Ngày 24 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Việc thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Qua 5 năm, tình hình an ninh trên các lĩnh vực và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị. Tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp trên địa bàn về trật tự an toàn xã hội, dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ. Môi trường an ninh, an toàn đã tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, thảo luận, tập trung đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy những mặt làm tốt để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết số 51 trong thời gian tới. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự cho tất cả các tầng lớp nhân dân, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.